Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 3, cơ quan thể thao Thái Lan SAT đã đặt mục tiêu phải đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32, sau khi đội U23 Thái Lan, thực chất là U22, thi đấu thành công tại giải Doha Cup 2023 ở Qatar và có đến 20 cầu thủ sẽ góp mặt tại SEA Games 32. Voi chiến đã xếp hạng tư chung cuộc tại Doha Cup sau khi hòa U23 Ả Rập Xê Út 2-2, thắng U23 Qatar 1-0 và thua U23 Kuwait 0-1. Bộ khung chính của họ tại SEA Games 32 gồm Jonathan Khemdi, Evan Dolo, Chanerong Promsirikeu, Tirasak Povifaimai đã dự SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022 và thường xuyên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan. Trong đó, Chatmongkorn, Chanerong, Evan, Khemdi, Tirasak đều đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Thai League 1. Họ lần lượt sở hữu 5.526, 2.516, 633, 484 và 1.071 phút ra sân ở giải đấu cao nhất Thái Lan. Đặc biệt, Chatmongkorn, Chanerong đang là trụ cột của đội Chonburi. Hai cầu thủ này cũng đã được huấn luyện viên Alexander Pokin gọi lên đội 1 và tham dự AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Isara Soritaro của đội U22 Thái Lan sắp dự SEA Games 32 cũng xác nhận từ giải Doha Cup chúng tôi đã có cái nhìn cụ thể hơn về thực lực của đội. Tôi tin rằng đội U22 Thái Lan có khả năng đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Trước đó, cựu huấn luyện viên đội U23 Thái Lan Warut Sirimaka cũng mạnh miệng tuyên bố: "Tôi nghĩ lực lượng của U22 Thái Lan đủ tầm thi đấu với các đội cùng lứa ở châu Á, so với Đông Nam Á, lứa này không có đối thủ. Nếu có đủ lực lượng này thì tôi nghĩ U22 Thái Lan đủ sức giành huy chương vàng SEA Games 32. Đội U22 Indonesia cũng vừa triệu tập 36 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32 do huấn luyện viên Indra S. Jaffri dẫn dắt với đủ những ngôi sao tốt nhất đang chơi cho đội tuyển quốc gia như Witton Suleiman, Beckham Pucha, Baga Kafa, Hernando Ari, Ramadan Sananta. Đây là những cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế khi đã trải qua nhiều giải đấu từ cấp độ trẻ SEA Games cho đến cấp độ tuyển quốc gia vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2022. Trong tháng trước, huấn luyện viên Indra S. Jaffri đã tiến hành một trại huấn luyện cũng như tuyển chọn hai đợt gồm 51 cầu thủ từ ba giải hàng đầu Indonesia trước khi rút gọn còn 36 cầu thủ. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định, nhìn vào cách U23 Thái Lan thể hiện ở Doha Cup 2023 có thể nhận thấy họ được đầu tư bài bản, kỹ năng đồng đều, lối chơi hiện đại với nhiều cầu thủ nước ngoài và chơi sòng phẳng với các ông lớn châu Á, họ sẽ là đối thủ nặng ký cho U22 Việt Nam. Ngoài ra, U22 Malaysia và nhất là U22 Indonesia có nhiều cầu thủ đã chơi trong màu áo đội tuyển tại AFF Cup 2022 vừa qua. Nhưng đừng quên tại Doha Cup 2023 huấn luyện viên Philippe Chusier chưa có những cầu thủ tốt nhất. Vừa rồi Tuấn Tài, Tiến Long đá trung vệ nhưng khi đủ người họ sẽ trở về vị trí sở trường, hay Văn Tùng khi xuất hiện sẽ trả Văn Trường về giữa sân. Nói chung là chúng ta hãy cứ tự tin, đừng quá bi quan. Về tầm nhìn dài hạn, thấy rõ huấn luyện viên Chusier đang xới tung bóng đá Việt Nam nhằm tạo ra lực lượng 60 cầu thủ để sàng lọc tạo độ dày cho chiến lược dài hạn với mục tiêu World Cup, và ông tin mình đang đi đúng hướng.